Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn và chúng tôi xin được mở đầu với một số tin vắn đáng chú ý. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết vừa tiếp nhận và bắt giữ các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Các đối tượng bị bắt gồm có Di Hội Sèng sinh năm 1992, Ly Xeo Phìn sinh năm 1992, Pờ Trải Thắng sinh năm 1993 và đều trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Do hám lợi, các đối tượng đã đưa 19 người băng rừng vượt biên giới trái phép. Sau khi đưa người qua biên chót lọt thì mỗi đối tượng được chia 2.500 nhân dân tệ, tức là tương đương 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi các đối tượng vừa đưa người sang bên kia biên giới thì đã bị lực lượng biên phòng Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ngày 7 tháng 4, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép của các đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông dự kiến sẽ chính thức được vận hành thương mại vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Và theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, các vướng mắc của dự án đã cơ bản được tháo gỡ. Hiện chứng chỉ an toàn hệ thống đã hoàn thành và đang làm thủ tục báo cáo Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được chính thức chạy thử toàn hệ thống từ ngày 12 tháng 12 năm 2020 và quá trình này kéo dài 20 ngày để tư vấn độc lập thực hiện đánh giá an toàn của hệ thống. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án được nghiệm thu và đưa vào sử dụng thương mại. Cũng liên quan tới lĩnh vực giao thông, thì trong ngày hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Vinbus đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam và được chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội. Trong thời gian tới, khi chính quyền Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố, xe buýt điện Vinbus sẽ lăn bánh trên các tuyến đường. Mẫu xe này được sản xuất và lắp ráp tại VinFast ở Hải Phòng, có nhiều công nghệ hiện đại, tính năng thông minh và an toàn theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của hãng hiện nay. Xe buýt điện có sức chứa 68 hành khách, có cả chỗ để xe lăn, chỗ cho người khuyết tật. Xe sử dụng pin dung lượng 281 kWh, có khả năng di chuyển tối đa từ 220 đến 260 km tùy theo thực tế quãng đường vận hành. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương kiến nghị bỏ nội dung nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không quá 35% cổ phần tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ra khỏi dự thảo sửa đổi Nghị định số 83/2014. Theo Bộ Công Thương, việc quy định giới hạn chuyển nhượng cổ phần ở mức 35% vừa giải quyết được vấn đề thu hút vốn công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, song vẫn hạn chế được mức độ can thiệp của nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Về pháp lý, Bộ Công Thương cho biết đã rà soát các quy định hiện hành và cam kết quốc tế cho thấy dịch vụ phân phối dầu thô và dầu đã qua chế biến, được loại khỏi phạm vi cam kết nên Việt Nam có quyền chủ động thực hiện quyền phân phối xăng dầu tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả khả quan và đánh dấu hướng đi mới đầy triển vọng của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình. Việc phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp nông thôn cũng đã tạo thêm việc làm và góp phần bảo tồn cũng như là quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Hợp tác xã nông sản và du lịch Tam Điệp trước đây là tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ cây con đặc sản với hơn 10 thành viên. Năm 2020, các thành viên đã cùng hợp tác phát triển mô hình du lịch quèn thờ. Du khách đến đây không chỉ được tham quan thắng cảnh mà còn được trải nghiệm thực tế đồng quê, thôn dã của địa phương. Tới đây thì chúng tôi tiếp tục là nghiên cứu, mở rộng các cái cây con và các cái sản phẩm du lịch nó phong phú, nó đa dạng để trước hết là tạo điều kiện cho các cái thành viên có công ăn việc làm, đồng thời là nâng cao các cái sản phẩm du lịch để thu hút khách về đến khu quèn thờ Tam Điệp. Ở Ninh Bình thì tụi em cũng đi được rất nhiều rồi, như là Thung Nham này, hay là Hoa Lư Tam Cốc, Bà Đính Tràng An. Mà cái điểm này vẫn là điểm nhấn chính trong cái chương trình này. Mọi người muốn như là có một không khí gia đình, dã ngoại ở đây. Đây được câu cá này, hay được đi bộ ở đây, để chúng ta đi đạp xe đạp quanh đây. Cảm giác hòa mình với thiên nhiên rất là tuyệt vời. Khu đầm sen rộng hơn 1 hecta, ngay dưới chân núi Ngọa Long, thuộc khu du lịch Hang Múa của huyện Hoa Lư. Mỗi độ sen nở, đầm lại thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách ghé thăm và thưởng ngoạn. Và đầm sen này không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn, mà còn tạo ra hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ phái sinh từ đây.
Trước đây thì khi mà chưa có cái mô hình sen ấy thì lượng khách hàng ngày bình thường thì tiểu độ 2 đến 300 khách. Nhưng mà khi có cái diện tích sen ấy thì lượng khách đã tăng lên gấp 3, gấp 4, có những hôm là lên tới 2.000 khách trên địa bàn. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang báo cáo với huyện là tiếp tục mở rộng các cái mô hình sen để gắn với phát triển du lịch. Mô hình du lịch nông nghiệp được khai thác đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long của huyện Gia Viễn. Với sức hấp dẫn ngày càng lớn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đang dần trở thành thế mạnh của tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi đánh giá là cái loại hình du lịch nông nghiệp là một loại hình có khả năng phát triển rất tốt trong thời gian sắp tới. Vì là đối với Ninh Bình ta thì ngoài cái giá trị về văn hóa danh lam thắng cảnh thì văn hóa ẩm thực cũng là một cái nét rất là đặc trưng, mà trong đó thì chủ yếu là được cung cấp bởi các sản phẩm từ nông nghiệp. Thời gian tới, Ninh Bình sẽ ưu tiên phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn một cách đồng bộ, có định hướng, phát triển sản phẩm một cách hài hòa, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vùng miền và nỗ lực khai thác những giá trị nổi trội, khác biệt của từng nơi để tạo ra sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc sắc, góp phần thu hút du khách đến với Ninh Bình. Xin chuyển sang phần thời sự quốc tế. Mới đây, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội. Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp quan trọng này. Các đại biểu bày tỏ ủng hộ mục đích nhân đạo của việc hạn chế sử dụng bom mìn trên thế giới, nhấn mạnh hậu quả của bom mìn tại các khu vực xung đột và cả những khu vực đã trải qua xung đột, ủng hộ các nỗ lực quốc gia và quốc tế nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, ổn định tình hình và phục vụ tái thiết phát triển kinh tế xã hội. Tôi kêu gọi việc tăng cường gắn kết, phối hợp trong hệ thống Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, để đóng góp nhiều hơn nữa cho các nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của Liên Hợp Quốc và các quốc gia liên quan. Các nước cần hợp tác tốt hơn nữa để đạt được các kết quả bền vững hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn, thông qua cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cho những nước bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Hội đồng Bảo an cần tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, bảo vệ thường dân và thúc đẩy hòa bình bền vững. Nhân dịp này, Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất, đề cập riêng đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Văn kiện có ý nghĩa quan trọng, nhấn mạnh mối liên kết giữa khắc phục hậu quả bom mìn với duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.